Cô có quyền gì mà đòi hỏi tôi? Hiểu? Chị mệt rồi, tiện khách đi. Cô ơ, ra ngoài. Bỏ ra, cùng tôi ra. Này, bỏ ra. Ra ngoài. Này, này, tránh ra. Chia tay trong hòa bình được không anh? Anh không muốn vì chuyện này mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp của chúng mình. Cho dù không yêu nhau, nhưng mình vẫn có thể làm bạn bè mà em. Chia tay tôi muốn nói từ không phải là cái này. Vậy em muốn cái gì?
Tôi không muốn chia tay với Hòa Bình đấy. Con này á, thiếu gì bạn mà phải thêm cái thằng cặn bã như anh vào danh sách cho nó chật chỗ ra. Chào. Em ơi, Thị Tiên. Uống đi chị, mừng chị bỏ được tên khốn đấy. Tao thức tỉnh, mày có vẻ vui thế này. Em đã nói với chị rồi, thằng khốn đấy không tốt như chị tưởng đâu. Mà chị thấy mắt nhìn người của em chuẩn không? Đúng thật, tao có thể sáng suốt trong mọi chuyện, nhưng mà cứ dính đến thằng đấy lại ngu đột xuất. Nói lại thì sao nó dám bỏ chị chứ? Người đá phải là chị mới đúng. Nó làm gì có quyền gì để em xử nó thay chị. Thôi, không cần phải động tay vào. Tao cũng chẳng muốn dây dưa với loại như này. Thằng khốn nạn, chị đừng tưởng em không biết. 5 năm nó ở bên nước ngoài, tháng nào chị cũng gửi tiền về cho nó tiêu. Mà tiền đấy đâu phải chị thở ra là có được đâu. Chị nhịn nó, nhưng em thì không. Thôi, đừng có lắm lời nữa. Tao mở cửa đi. Cô là ai vậy? Ai đấy? Tự nhiên như rồi Hà Nội nhở? Mày phải xem bộ dạng của cô ta sáng nay. Trông sáng thánh thiện, khác hẳn bây giờ. Sắp có cho Huy. Nhà đẹp quá nhở? Nghe nói căn nhà này là anh Hưng và cô góp tiền để mua chung. Bây giờ chia tay rồi, chắc là cũng nên sòng phẳng chứ. Sáng nay vừa một câu chị hai câu em mà giờ đã thay đổi thái độ nhanh thế. Cái này người ta gọi là lật mặt đấy. Không biết anh ta khi xem thái độ này của cô sẽ như thế nào. Cô đừng có đánh trống lảng. Thông báo cho cô một tin, chúng tôi sắp kết hôn. Tôi đến đây chỉ là để đòi lại những thứ mà thuộc về tôi thôi. Được rồi. Hiếu. Dạ. Hôm nào rỗi đi mua chị bộ sofa mới. Bộ cũ này trả về cho anh ta. Vâng. Cô nghĩ tôi ngu à? Tôi theo anh Hưng từ Mỹ về đây chỉ để lấy bộ sofa quèn này sao? Thế cô nghĩ anh ta góp bao nhiêu để mua được căn hộ này? Tôi nói cho mà biết, số tiền anh ta góp chưa chắc đã đủ mua bộ sofa này đâu. Chị không cần nói nhiều loại người này, để em tống cổ cô ta ra ngoài. Ai đây? Say sưa quá nhỉ. Hóa ra là cũng ông ăn chả, bà ăn nem. Thế mà sáng nay làm như là chung thủy lắm ấy. Tôi nói cho cô biết, cùng là phụ nữ với nhau ấy thì đừng nên cái gì cũng biết. Đôi khi phải tỏ ra yếu đuối một chút, mong manh một chút, nhẹ nhàng một chút. Như thế mới đào được cái mỏ vàng. Cô nói cái gì vậy? Hóa ra anh ta là cái mỏ vàng. Tùy cô nghĩ thôi. Thôi, tôi không nói nhiều với cô nữa. Giao giấy tờ nhà ra đây. Cô có quyền gì mà đòi hỏi tôi?
Hiểu? Trịnh biết rồi. Tiện khách đi. Ơ ơ. Ra ngoài. Bỏ ra. Bung tôi ra. Này. Bỏ ra. Ra ngoài. Này, này, tránh ra. Anh, nó định đánh em. Em có làm sao không? Em đâu có. Này, cậu dám đánh cặp phụ nữ, cậu có phải đàn ông không, hả? Người đánh mới là mày đấy. Bố mới đang ngửa tay, tự nhiên rước mặt đến à? Này, tại sao phải cứ đến đây để làm ầm ĩ lên nhở? Hả? Hiếu, đi vào trong đi, chuyện riêng của chị. Nếu mà bố vào đây. Này, cô đánh tôi, chửi tôi, ok, tôi nhận. Nhưng mà cô không được động đến cô ấy. Mà tôi cũng không nghĩ rằng cô lại là loại người con gái ti tiện đến như thế đấy. Anh học cao mà cái não của anh không biết dùng à? Cô... à? Cô ta không tự mò tới đây thì tôi lôi cổ ta đến đây chắc. Ti tiện. Sau khi anh nói câu này thì tôi thật sự thấy hối hận đến lúc nãy không cào nát mặt cô ta ra. Cô... sao? Không dám à? Vậy thì để tôi. Anh, tôi nói cho anh biết, bao năm nay em du học là tiền của tôi. Thế mà anh lấy số tiền đấy để nuôi gái, giờ còn định đánh tôi nữa. Con này không dễ bắt nạt như thế đâu. Của cái loại con gái vô văn hóa. Vô văn hóa. Còn anh là loài đàn ông thất vọng. Bỏ con vô văn hóa để rước một cái loại á giả tạo, đạo đức giả. Cô, một chút, mong manh một chút, nhẹ nhàng một chút, như thế mới đào được. Anh, cô ta đang gài em không nói như vậy. Cô thấy ra. Yên tâm, đám cưới của hai người ấy, tôi sẽ mừng thật hậu hĩnh. Còn bây giờ, muốn xéo đi khỏi đây không tôi gọi công an đấy. Thiếu. Tiến khách! Nghe gì chưa? Cút! Cô còn cục khốn nạn. Anh đợi em một chút nhá. Trương lên anh cái tay lên. Để mày nhá. Đây rồi anh ơi. Em gửi anh nhá. Chị lấy bánh gì ạ? Cái bánh sô-cô-la. Chị lấy em chút nhá. Rõ ràng là tôi đến sớm nhất, vì tôi bận phải ra ngoài nghe điện thoại thôi.
tôi đến sớm nhất thì tôi phải được mua bánh đầu tiên chứ. Nhưng mà chị đi ra ngoài rồi thì phải xếp hàng lại từ đầu chứ. Cái điều đơn giản trẻ con biết mà chị không biết à? Này, ở đây không có chỗ cho cái đồ nhà quê của cô lên tiếng đâu nhá. Chị ơi, quán của em đang đông khách. Chị muốn mua bánh thì em phiền chị xuống dưới xếp hàng nhá. Này, cái quán bé tí bé tẹo này của cô ấy, được tôi bước vào là đã vinh hạnh lắm rồi. Cô còn muốn cái gì nữa? Chị ơi, chị đừng... chị thông cảm cho em ạ. Này, hay là cô thích tôi quay clip tung lên mạng vì thái độ phục vụ với khách như thế đấy hả? À. Chị ơi, khách là em đến rồi, cho em đến mua chị nhá. Sao vậy ạ? Sao không ạ? Chúng tôi mua cô quen rồi mà. Lần sau đến không mua ngay thì mai không sao đâu. Với lại ở đây cũng có người ý thức quá cơ. Nên thôi chúng tôi về. Này, xong các người làm cái gì đấy? Các chị thông cảm giúp em chị nhá. Cho hai bông lan công cất. Xin lỗi chị ạ, quán em đóng cửa rồi. Bọn buôn bán như mày ấy, nhìn thấy tiền lại chả phải khom lưng, lại định cao ngạo nữa cả. Nếu như chị thực sự thích bánh của em thì em sẽ bán cho chị ạ. Thế chứ. Bánh của chị đây ạ. Bánh cao cấp mà trông tầm thường như thế này cơ. Trên mạng review kinh lắm cơ mà. Nhìn bên ngoài thì có vẻ tầm thường đấy ạ. Thế nhưng mà nếu như chị cắn một miếng vào thì chị sẽ phải thốt lên ấy. Cũng giống như con người thôi. Bên ngoài thì một đằng, nhưng bên trong thì mình nẻo. Mày mỉa mai ai đấy? Em đâu có nói chị đâu hả? Tiền này em gửi lại chị. Còn hai chiếc bánh coi như em tặng chị. Và mong là lần sau chị đừng đến quán của em nữa. Với lại quán của em cũng không tiếp những vị khách hồi ý cướp đâu. Mày nói ai đấy? Mày cũng chỉ là con bán bánh thôi. Khách hàng là thượng đế, mày chưa nghe bao giờ à? Trách nhiệm của mày là phải cung phụng, phải hầu hạ những người có tiền như tao. Tao là thư ký của một công ty lớn, tao nhiều tiền hơn mày, tao giỏi hơn mày, tao giàu hơn mày. Đúng rồi đấy ạ. Hôm nay chị cũng làm được nhiều việc rồi. Đuổi khách, chen hàng, bánh thì cũng mua được rồi. Chửi người ta thì cũng chửi rồi. Em chào chị ạ. Mày... chẳng hiểu sao có lại người vô ý thức như thế đấy chứ. Cô em gái xinh đẹp của anh đâu rồi? Trời ơi, nay ông anh kỳ hóa của tôi đến đây cơ. À, thì tao nhớ mày tao đến, không được à? Bậy đặt, gớm nữa. À, thì sao mày còn vắng thế? À, thì khách của em bị đuổi đi hết rồi. Cái gì? Thật á? Chồng anh kìa. Em đùa đấy thôi. Chỉ là vừa nãy có một người vô ý thức đến đây quấy rối. À. Cũng may là khách của em hiểu được, nên là không vấn đề gì cả. Ui, bánh nhìn hấp dẫn thật đấy. Sao? Này. À, em gái mình thì bán bánh, mà mình lại thích ăn bánh ngọt. Thế mà không ai cho mình ăn nhỉ? Được rồi, được rồi. Anh thích á, thì ngày mai em cầm bánh đến công ty được chưa? Chứ bây giờ ăn bánh này cũ rồi, không ngon mất công. Anh tôi lại bảo là tay nghề của tôi đi xuống. Được, được, nhớ giữ lời đấy nhá. Em có thất thứ anh bao giờ không? Alo. Ok, tôi đến ngay nhá. Em cứ làm gì làm đi nhá, anh đến công ty một lát. Anh đi nhá, mai em đến đấy.
về việc chậm tiến độ ấy, đây không phải lần đầu tiên. Còn về ý thức của cô trong việc phân chia và sắp xếp công việc cho nhân viên ấy, cô làm rất hời hợt đấy. Dạ, em xin lỗi. Thôi đi, cô không cần phải xin lỗi nữa. Tôi nghe nhiều rồi. Cái tôi cần ấy là muốn thấy việc làm của cô cơ. Dạ, thưa anh, em sẽ cố gắng. Anh đây, em đến đâu rồi? À, ok, chờ anh một lát nhé, anh xuống ngay. Cô làm việc tiếp đi. Dạ, em cho chủ tịch ạ. Em đến rồi đây. Con buôn này, hôm nay đến đây làm gì? Xếp bánh cho ai à? À chị à, hôm nay tôi không rảnh để nói chuyện với chị đâu. Này, là con buôn lấy tiền trong túi người khác ấy, mà thái độ như thế là không được rồi. Vậy theo chị, với một người như chị ấy thì tôi phải thái độ như thế nào mới đúng mực nhỉ? Mày có biết từ khi gặp mày tao gặp bao nhiêu xui xẻo? Tao bị chủ tịch hành lên hành xuống. Đúng là cái đại trợ búa. Tao phải đốt vía mày mới được. Chị muốn đốt vía hay làm được thì làm. Nhưng chị vứt bánh của tôi như thế là không được đâu ấy. Trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng tiếc là mãi là con buôn thôi. Hôm trước mày làm nhục tao như thế, bây giờ tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Chị vào được một công ty tầm cỡ như này thì chắc là trình độ học vấn của chị cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ. Hóa ra là tôi đã nhầm. Tất nhiên là trình độ của tôi chắc chắn hơn hẳn trình độ của cô, vì tôi đâu phải con bán bánh đâu. Nói về trình độ học vấn đấy thì cô còn kém xa em gái của tôi nhiều lắm đấy. Ơ, thưa chủ tịch, đây là em gái chủ tịch ạ. Phải, đây là em gái của tôi, người đã cùng tôi xây dựng công ty này. Nhưng vì cô ấy không thích công việc quản lý công ty, em gái tôi đã mở cửa hàng bánh, ngày ngày làm những công việc yêu thích của mình. Chắc đây là nhân viên của anh à? Vậy thì anh cứ từ từ mà nói chuyện nhé. Chủ tịch, em xin lỗi, em không hề biết đây là em gái của anh nên em mới như thế thôi ạ. Anh à, còn chiếc bánh này em bị cô ta làm hỏng rồi, chắc là em phải về nhà làm cho em một chiếc bánh khác thôi. Thôi không sao. Chủ tịch, em xin lỗi. Sao xin lỗi nhiều thế hả? Cô yên tâm, em gái của tôi ấy, tính tình phóng khoáng, không trách cô đâu. Nhưng mà anh trai của nó ấy, thì khác đấy. Kìa anh, em xin lỗi, em sẽ sửa. Sửa? Cô thu dọn đồ đạc rồi viết đơn xin nghỉ việc đi. Kìa anh, công ty của tôi không chứa chấp một loại người mà ý thức kém được như cô đâu. Còn tôi ấy, tôi không thể chấp nhận một loại người mà coi thường người khác như cô được. Từ nay trở đi ấy, cô chính thức bị đuổi việc. Anh, em về trước nhá. Em về đi.